kinh nghiệm. Nếu có đi Hà Nội mà đừng bao giờ đi với Winner. Đừng bao giờ kêu Winner làm hướng dẫn viên du lịch. Thật ra tại vì nó sẽ bắt mình đi bộ từ sáng đến tối. Nó dắt tụi mình đi quán cà phê, nó kêu sắp đến rồi mà đi nãy giờ hết cái Hà Nội chưa tới. Nó mệt quá. Mọi người không to nhưng mà mọi người không bằng điều đó.